Chào các bạn, chúng ta chuyển qua chương polymer. Trong chương polymer này mình có tất cả là 5 bài. Bài thứ nhất chúng ta nghiên cứu về chất dẻo. Bài thứ hai chúng ta nghiên cứu về tơ. Và bài thứ ba nghiên cứu về cao su. Sau đó bài thứ tư là bài tổng hợp tất cả những kiến thức liên quan tới ba bài đầu tiên. Và bài cuối cùng là bài phát biểu đúng sai. Rồi chúng ta đến cái bài số 1. Đầu tiên chúng ta phải biết phân loại polymer. Polymer chúng ta được chia thành ba loại, đó là chất dẻo, tơ và cao su. Và đây là ba nội dung mà chúng ta học. Chất dẻo là gì? Chất dẻo là những vật liệu có tính dẻo. Đây, như ống nhựa này, ly này, chai này. Được không? Tiếp tục, về tơ này, ví dụ như là gì? Tơ là những vật liệu polymer hình sợi dài, mảnh và độ bền nhất định. Ví dụ như tơ nylon 6 này, nylon 6 này, nylon 7 là tơ ô long này. Như tơ tầm chúng ta là một loại tơ. Nha. Tiếp tục cao su. Cao su là những vật liệu có tính đàn hồi, ví dụ như cao su bona, cao su thiên nhiên. Được chưa nào? Đấy, đây là nhánh cây cao su, đây là lớp cao su, ba đời dép cao su và có một loại cao su nữa. Rồi chúng ta nói về chất dẻo. Chất dẻo là vật liệu có tính dẻo. Chất dẻo của chúng ta có tất cả là 7 chất. Chúng ta nghiên cứu chất đầu tiên. Đó là polyethylene. Polyethylene là viết tắt là PE. PE đọc là polyethylene. Nó được điều chế bằng phản ứng trùng hợp từ ethylene. Ethylene chúng ta là CH2 nối đôi CH2. Phản ứng này nó bẻ gãy liên kết đôi về liên kết đơn. Và khi đó nó tạo thành polyethylene. Được chưa nào? Rồi đây mời, đây là những vật liệu chứa polyethylene. Ví dụ như là giấy để này, bọc thức ăn này. Nha, bao nhiêu lông bọc thức ăn này. Được chưa? Một số vật liệu polyethylene đó. Hai. Polypropylene viết tắt là PP. Đem. Propylene đây. Pro là 3C, ethylene là liên kết đôi. Như vậy nó tham gia trùng hợp, trùng hợp thì nó bẻ gãy liên kết đôi thành liên kết đơn. Được chưa? Và CH3 này không liên quan qua xuống dưới, tất cả N lần. Như vậy để nhớ được polymer chỉ cần nhớ monomer là đủ. Được chưa? Ví dụ như thế này, nhựa PP này, ví dụ như là những cái đồ chơi của con nít này, như là đồ nhựa này, thì phần lớn ở đây người ta được điều chế từ polyethylene, so polypropylene, ba styrene đây, polystyrene là viết tắt là PS, nó được điều chế từ styrene đây, C6H5, CH nối đôi CH2, cái trường hợp thì mấy nó bẻ gãy liên kết đôi thành liên kết đơn, được chưa? Và bạn biết là ứng dụng của polystyrene là những nó làm những túi đồ có xốp này. Cái này chúng ta là vẫn là lò nhựa em nhá. Để đựng xôi này, đựng cơm này. Chúng ta đến 4 này. Polymethyl meta acrylat là thủy tinh hữu cơ. Đây. Thủy tinh hữu cơ chúng ta được điều chế từ methyl meta acrylat. Nội dung này chúng ta đã học trong cái bài gì nhỉ? Bài ET. Được chưa? Bằng cái bài gãy lên cái đôi thành cái đơn này. Được chưa em? Và ở đây cái vật liệu này được làm kính ô tô. Bạn biết là nếu kính ô tô chúng ta làm bằng thủy tinh vô cơ á, thì nếu mà nó bị vỡ thì nó sẽ gây sát thương rất là lớn. Như đó người ta làm bằng hữu cơ, tức là làm bằng vật liệu polymer. Được chưa? Polymer hữu cơ. Rồi chúng ta đến cái loại chất dẻo thứ năm, đó là teflon. Đây là ứng dụng để làm chảo chống dính. Được chưa? Đây mời. Teflon là đi từ 1,1, 2, 2 carbon tetrafluorua. Fluor đây, fluor là fluor này, T là tetra này. Ok, như vậy trong này có 4 fluor. Ok chưa? Và bạn biết là ứng dụng của nó là làm bề mặt của chảo chống dính. Bề mặt của chảo chống dính thì chúng ta được làm từ CF2 nối đôi CF2 tất cả N lần. Được chưa? Lưu ý là cái thằng teflon được gọi là vua dẻo. Nghĩa là bất kỳ nhiệt độ nào nó cũng khó bị ấy. Và chúng ta sẽ chảo chống dính, chúng ta sẽ bị mòn đi khi và chỉ khi là chúng ta dùng cái bàn chải cái bờ sắt á để chúng ta chà, thì nó sẽ bị bong lớp chống dính thôi. Chúng ta đến cái loại thứ 6, đó là polyvinyl chloride, viết tắt là PVC. Đây mời, PVC đây. Đây là PVC, đây là vinyl này, chloride này. Khi trùng hợp thì nó bẻ gãy liên kết đôi thành liên kết đơn và nó tạo thành polymer. Polymer thêm từ đằng trước là polyvinyl chloride. Đây là sơ đồ điều chế PVC đi từ CH4
Ở dưới xúc tác là nhiệt 1500 độ C làm lạnh nhanh, thu được acetylene và khí hydro. Sau đó lấy cái thằng acetylene này tác dụng với HCl theo tỷ lệ 1:1 để thu được vinin clorua. Sau đó lấy thằng này tham gia phản ứng trùng hợp, được chưa? Rồi. Và chúng ta biết là một trong những ứng dụng quan trọng của PVC đó là nó có tác dụng với clo. Tác dụng với clo để nó tăng cái độ dẻo của nó lên. Được chưa nào? Đây. PVC đây. PVC chúng ta là C2 này, H3Cl này, tất cả N. Chúng ta nhân vô là C2N, H3N, ClN. Cộng cho clo. Clo chúng ta sẽ thế vào vị trí hydro, được chưa? Như vậy đây là trừ 1 hydro này. 1 hydro ra đây này, đầy đủ này. Và cộng 1 clo vào đây. Được chưa nào? 1 clo thế vào, 1 hydro ra đi thì kết hợp với nhau để tạo thành HCl. Cho nên chúng ta làm bài tập xíu. Loại chất dẻo thứ 7 của chúng ta đó là phenol formaldehyde, viết tắt là PPF, gồm có 3 loại là nhựa Novolac, nhựa Rezon và nhựa Resic, hay còn gọi là nhựa Bakelit. Đây mời. Nó được điều chế từ 2 loại monomer phenol, được chưa? Phenol và aldehyde formic. Phenol là C6H5OH, aldehyde formic là HCHO. Bản chất là hai thằng này kết hợp với nhau để tạo ra nước. CHO gắn vào đây, thằng này tạo là polyphenol formaldehyde. Được chưa em? Ứng dụng của thằng này đó là gì? Bạn biết là những cái tấm chính cường lực của chúng ta nó là nhựa PPF, được chưa? Poly, được chưa? Polyphenol formaldehyde, được chưa? Và nó là làm bảo vệ cái mặt của điện thoại cho nó không bị xước. Như vậy trong trường hợp này chúng ta có tất cả là 7 chất dẻo, thì em lưu cho thầy như thế này. Ở đây mình nhìn thấy này, ở đây là từ số 1, số 2, số 3, số 4 của chúng ta là từ monomer chúng ta tạo ra polymer, monomer ra polymer, được chưa? Đây như vậy. Như vậy từ 1 đến 6 của chúng ta nó là được điều chế bằng phản ứng trùng hợp, bởi vì nó được đi từ monomer sang polymer. Nhưng đối với loại số 7, đi từ monomer này ra polymer và đồng thời giải phóng nước, như vậy cái thằng 7 này gọi là trùng ngưng, được chưa nè? Thằng số 7 này gọi là trùng ngưng, còn 1 đến 6 chúng ta là trùng hợp. Như vậy có thể nói là hầu hết các chất dẻo chúng ta đều tham gia phản trùng hợp, trừ PPF, polyphenol formaldehyde, được chưa? Là tham gia phản trùng ngưng. PPF này, nó viết tắt từ 3 từ poly này, phenol này, formaldehyde này, đó. Là viết tắt từ PPF. Rồi, chúng ta đến cái ví dụ 1 nào. Chúng ta sẽ giải mã các công số ghi trên chai nhựa. Đây, trên chai nhựa thì nó ghi từ số 1 cho đến số 7 nè em ơi. Bây giờ thầy giải mã cho bạn này. Các công số ghi trên chai nhựa, số 1 này, số 1 là có thể tái chế nhưng không cần vệ sinh kỹ. Cái thứ hai là có thể tái chế. Ví dụ như là mình thấy là trong cái dụ như là của hộp sữa đấy ha. Tiếp tục. Cái loại thứ ba, cái hiệu là V này, thì cái thằng này rất độc, không thể tái chế. Cái này là dùng một lần là bỏ luôn. LDPE là có thể tái chế, PP là có thể tái chế. Ví dụ như là hộp đựng trà sữa ha. Tiếp tục, PS này là độc hại, không thể tái chế. Có nghĩa là những cái đồ mà chúng ta làm bằng xốp này này, dùng một lần là bỏ luôn. Như bạn kêu cái xốp này là gì? Nó không phải là chất dẻo. Nó là chất dẻo em nha. Và loại thứ 7 chúng ta là không thể tái chế, được chưa? Nó có 7 loại khác nhau. Rồi chúng ta đến cái ví dụ 2 nào. Đây, người ta nói như sau: trùng hợp ethylene để thu được PE với hiệu suất đạt 80% tính M. Đây mời. Ethylene chúng ta là CH2 nối đôi CH2. Bản chất thằng này có liên kết đôi, thì khi tham gia phản thì nó tham gia phản trùng hợp, nó sẽ bẻ gãy liên kết đôi thành liên kết đơn CH2, liên kết đơn CH2, tất cả N lần, được chưa? Nhưng mà khi mình ghi phương trình thì mình ghi gọn lại là C2H4 để tạo ra C2H4 tất cả N lần, được chưa nào? Người ta yêu cầu là trùng hợp M tấn ethylene, như vậy từ này người ta cho chúng ta là M tấn. Thu được 1 tấn PE, PE rất là polyethylene, thằng này 1 tấn với hiệu suất đạt 80%, điều cầu chúng ta tính M. Thì ở đây để tính M thì em sẽ dựa vào bảo toàn khối lượng. Chúng ta thấy khối lượng của C2H4 phản ứng đúng bằng khối lượng của C2H4 tất cả N lần,
Được chưa em? Cho đây suy ra khối lượng phản ứng sẽ bằng gì? Bằng M này nhân hiệu suất chia 100. Đó. À, khối lượng PE của chúng ta là 1. Từ đây em sẽ suy ra được M. 1 nhân cho 100 chia cho 80 và bằng bao nhiêu? 1,25. 1,25. Như vậy có đúng đây, mình chọn là câu A. Câu này thuộc câu hỏi dễ. Rồi, chúng ta đến có ví dụ 3 nào. À, tiến hành trùng hợp 1 mol ethylene với điều kiện thích hợp, đem sản phẩm sau khi trùng hợp tác dụng với dung dịch brom dư thì thấy có 36 gram. Để coi chúng ta là hiệu suất của phản ứng trùng hợp là bao nhiêu. Em đang nghe kỹ. Ethylene của chúng ta là gì? Ethylene chúng ta là CH2, nối đôi CH2. Khi trùng hợp thì mình tạo thành polyethylene. Đây là polyethylene. Rồi tiếp tục. Rồi, nếu mà sau phản ứng chúng ta chỉ thu được là polyethylene thì cái lượng này sẽ không tác dụng được với brom. Người ta kêu là sản phẩm sau trùng hợp tác dụng với brom. Điều này chứng tỏ là gì? Ở trong trường hợp này nó còn có lượng thằng này dư nữa. Chính thằng này dư, nghe kỹ, thì nó mới, nghe kỹ nha, chính nó dư. Được chưa nào? Vì nó dư nên nó mới tác dụng được với brom, thế thôi. Được chưa? Còn cho brom. Rồi, bây giờ này, người ta cho chúng ta là 1 mol ethylene này. Đây là 1 mol. Đây là 1 mol ha. Brom em đổi cho thầy đi, lấy 360 chia 180. 36 chia cho 160 bằng bao nhiêu? Bao nhiêu Hiếu? 0,225. Thì thằng này là 0,225. Rồi nghe kỹ. Ở đây tổng 1 mol thì trừ đi bằng bao nhiêu? Được chưa? Điều cầu chúng ta là tính hiệu suất của phản ứng trùng hợp. Ok, hiệu suất thì dễ thôi. Lấy cái phản ứng là 0,775 chia ban đầu là 1 nhân 100 thì đây bằng 7,75%. Được chưa? Và tính khối lượng polyethylene thu được đây ơi. Cái thằng này 0,775. Khối lượng thằng này tính như sau. Nhớ nha, khi mình làm những cái bài tập mà liên quan tới polymer thì khi tính là mình đừng có quan tâm đến N. N này là vô dụng, bỏ đi. Chúng ta lấy 0,775 nhân cho M lớn của thằng kia là 28. Được chưa? Cái N nó không có giá trị hết, bỏ đi. 21,7 gram. Đó, như vậy có đúng ở đây, mình chọn là câu A. Xong. Ví dụ 4 em ơi. Điều cầu chúng ta là tính khối lượng metacrylat cần dùng để điều chế được thằng này. Biết hiệu suất đạt 75%. Rồi, đầu tiên chúng ta lấy cái monomer ra. Metin metacrylat đầu tiên là ancori. Ancori là 3C một đôi. Được chưa? Ancori là 3C một đôi nè. Tiếp tục H hai trứng nè. Rồi mạc, mạc là CH3 nè. Rồi mạc tiếp là metin là CH3 nè. Đó. Mình gom thằng này lại thì ở đây nó là C5H8O2. Mình có C5H8O2. Chúng ta tham gia phản ứng trùng hợp để tạo thành C5H8O2 tất cả N lần. Được chưa em ạ? Vừa đây người ta cho hiệu suất đạt 75. Rồi, người ta cho như sau. Tính khối lượng metin meta acrylat. Đây, tính khối lượng này bằng bao nhiêu? Biết ở đây là thu được đây là 75 gram. Được chưa? Hiệu suất 75. Vậy thôi, bây giờ chúng ta xử lý. Thì đây mình bảo toàn khối lượng thôi. Khối lượng của C5H8O2 phản ứng đúng bằng khối lượng của C5H8O2 tất cả N.
Giống như câu số 1 á. Là câu 2 nhá. M nhân 75 chia 100 bằng cái thằng này là 75. Thì đây sẽ ra M đúng bằng 100 gram. Thế thôi. Rất là đơn giản. Rồi chúng ta đến ví dụ 5. Để điều chế được 2,5 tấn polystyrene thì cần dùng bao nhiêu tấn styrene? Hiệu suất đạt 50. Thì câu này giống như câu 4 thôi, đúng không ạ? Styrene chúng ta đây C6H5 CH nối đôi CH2. Khi ghi phương trình thì chúng ta ghi cái dạng còn lại là C8H8 này, là tham gia vẫn trùng hợp này, để tạo thành C8H8 tất cả N. Được chưa? Rồi tiếp tục. Ở đây người ta cho chúng ta là 2,5 tấn. Đây là 2,5 tấn. Hiệu suất ở đây đạt 50%. Ok. Ở đây chúng ta người ta hỏi đây bằng bao nhiêu tấn. Thì tương tự nha. Thì em sẽ lấy M nhân cho 50 chia 100 bảo toàn khối lượng bằng 2,5. M bằng bao nhiêu? Như vậy có đúng là câu B. Thế thôi. Câu này, cho câu này chúng ta chỉ cần nhớ được monomer là làm được. Nói chung là về polymer thì không có khó. Được chưa? Polymer nó giống carbohydrate, dễ tiếp cận. Chỉ có thằng peptic protein với lại amino acid thì hơi phức tạp hơn xíu thôi. Với lại ethane nữa. Rồi chúng ta đến ví dụ 6. Polymer X là chất rắn trong suốt có khả năng cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng để chế thủy tinh hữu cơ. À, thủy tinh hữu cơ là đi từ mê tinh beta acrylat. Được chưa em? Mở tờ hỏi polymer thì phải có từ poly đằng trước. Ok. Câu B. Được chưa? Câu 2 chúng ta là điều chế ra ống nhựa PVC. Polyvinyl chloride. Được chưa? Câu thằng này điều chế ra nhựa PE, polyethylene. Còn thằng này điều chế ra tơ em nha. CH2 nối đôi CHCN. Đây là acrylonitrile. Nha. Yeah. Thằng này điều chế ra tơ ô long. Chúng ta sẽ được học trong phần tơ. Được chưa nào? Chúng ta đến ví dụ 7. Một polymer như thế này được điều chế bằng phản ứng trùng hợp chất nào sau đây? Chúng ta đến ở đây có 3C. Styrene là C8H8. Buta-1-3-dien là C4H6. Thế nên là C3H6, thế nên là C2H4. Như vậy có đúng là câu C. Bây giờ câu A chúng ta điều chế ra nhựa PS polystyrene. Câu D chúng ta điều chế ra nhựa PE polyethylene. Câu C điều chế ra nhựa PP polypropylene. Còn câu B chúng ta điều chế ra cao su buna. Cái này chúng ta sẽ được học trong bài cao su. Chúng ta đến ví dụ 8 để cho như sau. Cho polyvinyl chloride theo sơ đồ. Ok. Hỏi cần bao nhiêu mét khối khí thiên nhiên đo điều kiện tiêu chuẩn để điều chế được 1 tấn PVC. Biết betan chúng ta chiếm 95% thể tích khí thiên nhiên. Thì bạn hiểu cho thầy như sau. Ở trong betan thì chúng ta có, trước betan chúng ta có khí thiên nhiên. Được chưa nè? Mà trong này gì? Chúng ta đọc này này. Cần bao nhiêu mét khối thiên nhiên? Tức là hỏi thằng này bằng bao nhiêu mét khối. Được chưa? Đo điều kiện tiêu chuẩn để điều chế được 1 tấn PVC. Đây 1 tấn này. Được chưa nè? Biết metan chúng ta chiếm 95%, tức là H ở đây có 95 thôi. Có thể hiểu như vậy cũng được. Như vậy đây mình sẽ có như sau. Từ thiên nhiên em ra metan là CH4. Từ CH4 em tạo ra C2H2 và tạo ra C2H3Cl. Vinyl chloride em CH2 nối đôi CH, đó là vinyl chloride Cl, gom lại đây. Và cuối cùng ra PVC C2H3Cl tất cả N. Như thầy đã nói là N này không có giá trị, bỏ. Rồi, người ta cho chúng ta như thế này, hỏi thể tích thằng này bằng bao nhiêu mét khối. Được chưa? Biết ở đây người ta cho chúng ta đây là 1 tấn. Hiệu suất em ơi. Ở đây này, hiệu suất đây là 15. H đây bằng 15. H đây là 95. H đây là 90. Và
Ở đây beta chúng ta chiếm 95%, tức là hát đại 95. Rồi. Chúng ta đi cân bằng này. Ở đây có 2C, 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 đây 1C em đặt ra 2 là đủ. Rồi, bây giờ chúng ta làm như sau. Một phép tính. Em lấy 1, em chia cho M lớn của PVC. Ở đây mình không cần đủ đơn vị em nha. Bởi vì chúng ta nhìn tất cả con số nó khác nhau. Còn khi nào nó cho số giống nhau mà đơn vị, cho đơn vị thì chúng ta khi đó chúng ta mới đổi. Rồi chúng ta lấy 1 này chia cho M lớn của C2H3CL, C2H3CL. Thì đây là ra mol của PVC. Rồi, mol này thì chúng ta sẽ nhân 2 là ra mol của CH4. Được chưa em? Rồi em nhân cho 22,4 là ra thể tích của C2H4. Được chưa nào? Rồi, như vậy bây giờ chúng ta đi tính thể tích thiên nhiên đúng không? Như vậy, thiên nhiên lần trước thì chúng ta gồm có nó trước khi nhân cho 100 chia hiệu suất, mà chúng ta có 4 lần như vậy. Thì nhân 100 chia cho 95. Rồi tiếp tục nhân 100 chia cho 15. Rồi nhân 100 chia cho 95. Nhân 100 rồi chia cho 90. Và khi đó em sẽ tính được về. Thế thôi. Nói lại nha. Cái đoạn này này, cái đoạn này là gì? Đoạn này là mol của PVC. Nhân 2 là ra mol của CH4 này, vì trong này tỷ lệ là 1:21 này. Nhân cho 22,4 là ra thể tích này. Được chưa? Vì metan và thiên nhiên chúng ta trước nhân trăm chia hiệu suất, nhân trăm chia hiệu suất. Thế thôi. Bằng bao nhiêu? Năm phẩy tám tám ba thôi. Đúng rồi, 5,883. 5,883. Ok. 2. Đúng không? 4, 6. Rồi, cho có nào. Câu D. Rồi, cái này là mình không chưa đổi đơn vị em nha. Thì mình chọn số gần giống thôi. Chọn đổi đơn vị bằng tự đổi. Còn muốn đổi thì chúng ta đổi nè. Chúng ta đổi cái thằng tấn này sang gì? Mình đổi tấn này sang gì mời? Sang gam. Gam với lại mấy khối là đồng giống nhau đúng không? Thì đây mình sẽ đổi ra là bằng 1000 nè. Được chưa? 1000 kg. Còn nếu em thích thêm để đây 1000. Được chưa? Và khi đó em được là 5833 nè. Phải nè. 24 nè. Được chưa? Rồi chúng ta đến cái ví dụ 9 nè. Clo hóa PVC thu được một polymer có chứng rớ, chứng đó phần trăm clo về khối lượng. Ở trung bình cứ một phân tử clo phản ứng thì với N mắc xích PVC hoặc giá trị N. Đây mày. PVC là gì? PVC này là C2H3Cl tất cả N. Được chưa? Và nhiệm vụ của chúng ta đó là gì? Chúng ta sẽ gom lại nhân vô CnH 3N CLN. Đây là PVC. Trong quá trình khi người ta điều chế ra nhựa PVC để tăng cho độ dẻo của nó thì người ta sẽ bằng cách thêm clo vào. Tức là đây người ta sẽ cộng cho phân tử clo. Chúng ta đọc đề đoạn này nè. Trung bình là một phân tử clo, trung bình một phân tử clo phản ứng với N mắc xích trong mạch PVC. Chúng ta nghe kỹ. Clo này sẽ phản ứng với mạch này bằng cách đốt thế vào vị trí hydro. Nó tạo thành C2NH3N trừ 1. Mình thế 1 clo vào, được chưa? Cl cộng cho 1. Mình thêm 1 clo vào thì 1 hydro ra đi. Đây thêm 1 clo này, 1 hydro ra đi này. 1 hydro ra đi. Được chưa? Kết hợp với clo còn lại để tạo ra HCl. Thế thôi. Được chưa mà? Rồi, người ta nói như thế này. Đây này. Clo hóa PVC thì thu được một polymer có chứng này phần trăm clo. Thì đây. Đây tức là lượng phần trăm clo để bài cho. Rồi, để cho chúng ta là 63,96. Clo chiếm đây em ơi. 35,5 nhân cho N cộng 1.
Mẫu số chúng ta là 14, 12N, 12 nhân 2N, cộng 3N trừ 1, cộng cho 35,5, nhân cho N cộng 1, nhân 100. Từ đây em tìm được N, coi như là xong. Bằng bao nhiêu Nguyên ơi? Đang bấm rồi. Gần bằng 3. Nhiều. Tính là bằng 3 thôi. Có đúng là có 3 thế thôi. Rồi chúng ta đến ví dụ 10. Teflon N. Đây, Teflon N là C2F4, tất cả N lần. Là vật liệu polymer siêu bền, chịu nhiệt, chịu axit và kiềm, được dùng để tán lên bề mặt của chảo chống dính. Bộ phận chịu mài mòn nên được mệnh danh là vua của chất dẻo. Hỏi công thức của Teflon này. Đây. Được chưa? Rồi, chúng ta đến cái phương pháp điều chế polymer. Polymer chúng ta có thể điều chế bằng phấn trùng hợp hoặc trùng ngưng. Được rồi. Trùng hợp là gì? Khái niệm này. Trùng hợp là phản ứng cộng hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ monomer giống nhau để tạo thành một phân tử lớn polymer. Giống như ví dụ này mình học đó là thằng PE này, PP này, PS này. Đấy chưa? Vân vân. Điều kiện tham gia phản trùng hợp là có liên kết đôi hoặc vòng kém bền. Cái vòng kém bền này chúng ta sẽ được nghiên cứu trong tơ. Được chưa nào? Chúng ta có trường hợp này. Nếu có một liên kết đôi thì luôn luôn tham gia trùng hợp. Ví dụ như là trùng hợp ethylene để tạo ra polyethylene, trùng hợp bromelain để tạo ra PP, trùng hợp styrene để tạo ra PS. Rồi, hoặc là có hai liên kết đôi phải cách nhau một liên kết đơn, được gọi là liên hợp. Thì cái này chúng ta sẽ được học trong bài cao su. Cái này chúng ta biết trước thôi, còn bữa sau chúng ta nhắc lại một lần nữa. Được chưa? Mà cái đăng này thì chúng ta sẽ được học trong cao su. Rồi, trùng ngưng này ơi, thế nào là trùng ngưng? Phản ứng trùng ngưng là kết hợp nhiều phân tử nhỏ monomer tạo thành phân tử lớn polymer. Thì cái đoạn đầu nó hơi giống cái thằng gì em nhỉ? Giống thằng trùng hợp, nhưng đồng thời ở đây là nó khác, là nó loại ra những phân tử nhỏ hơn, thường là nước, được chưa? NH3 và HCl. Rồi, điều kiện để tham gia phản trùng ngưng này, đó là có hai nhóm chất khác nhau có thể ngưng tụ. Được chưa em ạ? Ví dụ như nãy mình có ví dụ đó là phenol formaldehyde đấy, hai thằng này ngưng tụ để tạo ra nước. Được chưa? Rồi, và đây là phản ứng trùng ngưng. Trùng ngưng là từ một monomer này, từ nền monomer tạo ra polymer, đồng thời giải phóng phân tử nước. Thường gặp là giải phóng nước thôi, còn NH3 và HCl chúng ta hầu như không gặp. Được chưa? Cái thằng trùng ngưng này chúng ta sẽ được học trong bài tơ em nhé. Mình chỉ cần nhớ cái thầy là nó có tạo ra một cái phân tử nhỏ hơn thì gọi là trùng ngưng. Thế thôi. Điều kiện trùng hợp là có một liên kết đôi, được chưa? Thì chắc chắn trùng hợp. Hai liên kết đôi mà nó xen kẽ thì chúng ta học trong bài cao su. Và vòng kém bền được học trong bài tơ. Rồi, trùng ngưng là từ monomer tạo ra polymer nhưng giải phóng ra những phân tử nhỏ hơn, thường là nước. Cứ có nước là chắc chắn trùng ngưng. Rồi chúng ta đến ví dụ 11 nào. Người ta nói như sau: vinin polyvinin clorua viết tắt là PVC được điều chế từ vinin clorua bằng phản ứng gì? Thì chúng ta phải hiểu vinin clorua đây. Được chưa? Trong này nó có một liên kết đôi thì chắc chắn là trùng hợp. Được chưa nào? Có đúng là câu B. Rồi, chúng ta đến câu 12. Đề cho chúng ta là cho các polymer, điều gọi của chúng ta là số polymer được điều chế bằng phản trùng hợp. Một PE, PE được điều chế từ monomer đây. PVC là vinyl chloride. Chúng ta chỉ cần nhớ monomer là đủ.
Teflon là CF2 nối đôi CF2. 4. Nhựa polyacrylic. Acrylic. Angare là gì? 3C một đôi. Được chưa? Acrylic. OH ở đây. Elix là rượu đem. OH này. Thằng này cũng đồng hợp. 5. Bromelain. Bromelain là đi từ polybromelain. Yeah. Bromelain đi từ bromelain như nè. Tiếp polystyrene được điều chế từ monomer là styrene. C6H5 CH nối đôi CH2. Thủy tinh hữu cơ. Thủy tinh hữu cơ chúng ta đây. CH2 nối đôi C. CH3 COO CH3. 8. Ở trong này nó có hai chất, đó là phenol với formaldehyde. Phenol là C6H5 OH và gì? Formaldehyde là H chó. Được chưa? Như vậy người ta hỏi là số polymer. Số polymer được điều chế bằng phản ứng trùng hợp. Thì dựa đây chúng ta sẽ nhận thấy được này. 1 này, 2 này, 3 này, 7 này, 4 này, 5 này, 6 này. Bảy chất này được điều chế bằng phản ứng trùng hợp vì trong bản thân nó có một liên kết đôi. Được chưa? Như vậy 7. Còn thằng cuối cùng này sẽ tham gia phản ứng trùng ưng bằng cách là gì? C6H5 kết hợp với CHO. Bây giờ tất cả N lần tạo ra N phân tử nước. Phần này là hai monomer kết hợp lại với nhau để tạo ra một polymer đồng thời giải phóng ra nước, thì nó được gọi là phản ứng trùng ưng. Thế thôi. Hồi nãy giờ chúng ta học có tất cả là 7 loại polymer. Có một trường hợp mới là trường hợp số 4 này chúng ta mới tiếp xúc. Được chưa? Đó thì nó có liên kết đôi thì trùng hợp. Thế thôi. Ở chỗ em mưa to mà thầy. Rồi. Bây giờ chúng ta có này. Đây là một polymer có dạng x tất cả N lần. Cái N này là gì? Cái N này người ta gọi là số mắc xích, hoặc là hệ số trùng hợp, hoặc là hệ số polymer hóa. Ba ý nghĩa nha. Rồi. Ở đây để yêu cầu chúng ta là cách xác định có hai kiểu xác định polymer. Thì đây chúng ta sẽ nhớ cái thầy như sau. Chúng ta sẽ tìm MX bằng cách lấy M polymer chia cho N. Tiếp một bài tập cụ thể sẽ nói rõ hơn. Còn để tìm N thì lấy cái polymer để cho chia cho M lớn. Được chưa nè? Nói vậy khó hiểu quá. Bây giờ làm bài tập đi. Câu 13 nè. Để cho như thế này, polyvinyl clorua có phân tử khối là bằng trường này. Điều cầu chúng ta là hệ số polymer hóa thằng này. Rồi. Nó có thể ghi tắt là PVC, polyvinyl clorua. C2H3Cl. Tất cả N lần. Theo đề cho thì ở đây nó này. Phân tử khối thằng này sẽ được tính như sau. Cho em tính trong hoạt này, 12 x 2 cộng 3 cộng 35,5 là bằng 62,5 nhân N. Và nó cho này, đây là giá trị của một polymer là 250000. Được chưa? Điều của chúng ta là tính hệ số polymer hóa. Hệ số polymer hóa tức là tìm gì em ơi? Tìm N. Như vậy giờ đây chúng ta suy ra N là xong, hiểu không ạ? Hệ số polymer hóa là tìm N này. Được chưa nè? Rồi, tìm N bằng bao nhiêu? Bao nhiêu em ơi? 4.000. Đó, thì câu đúng bây giờ mình chọn là câu C. Câu này thuộc câu hỏi dễ. 14 em ơi. Khối lượng phân tử trung bình của cellulose ở trong sợi bông là trường này. Điều cầu chúng ta là tính số mắc xích glucose có trong cellulose. Chúng ta nghe kỹ. Cellulose chúng ta là C6H10O5 tất cả N lần. Được chưa? N này gọi là số mắc xích glucose. N là gọi là số mắc xích của glucose. Được chưa? Còn cái C6H10O5 này giải thích rõ nha. Thế nên là gốc glucose. Nó khác hoàn toàn với glucose.
là C6H12O6. Ok cho em. C6H12O6 là gì? Là phân tử glucose. Còn cái C6H10O5 là gốc glucose. Được chưa nào? Đó. Giống như chúng ta có gì? Chúng ta có CH4 là metan thì chúng ta có gốc của nó là CH3. Được chưa? Thì tính bình thường thôi. C6H10O5 tất cả n lần. Đây là một polymer thiên nhiên, nghĩa là có trong thiên nhiên. Mà lớn thằng này là 162N. Ta đề cho là 48 triệu 600. Được chưa? Cái này là đúng bằng dân số của Thái Lan em. Cái N bằng bao nhiêu? Ba trăm ngàn. Bằng 300 ngàn. Được chưa? Như vậy có đúng ở đây mình chọn. Rồi, chúng ta đến cho ví dụ 15. Phân tử khối của polyformam đấy là chừng đó, yêu cầu chúng ta là tính hệ số polymer. Cái câu này là chúng ta dễ bị sai lắm. Đây em ơi. Phenol formaldehyde đi được điều chế từ hai thằng, đầu tiên là phenol C6H5OH. Cái thứ hai là formaldehyde HCHO. N phân tử. Ở đây nó tạo ra N nước cộng cho C6H5 CHO tất cả n lần, được chưa? Rồi, thế để cho là thằng này là bằng 530000, được bằng tính cho thầy bằng bao nhiêu? C6H5CHO. Năm ngàn. Ở đây phân tử khối thằng này là 106N đúng không em? Thì bằng bao nhiêu? 5.000 hả? Rồi, 5.000. Vậy thôi, được chưa? Đây là polymer, đây là chất dẻo duy nhất được điều chế bằng phấn trùng ngưng nhá. Phenolformaldehyde, polyphenolformaldehyde được điều chế bằng phấn trùng ngưng. Còn những loại chất dẻo còn lại của chúng ta là được điều chế bằng phản ứng trùng hợp, được chưa? Và đây là toàn bộ nội dung của bài học ngày hôm nay.